Cả nhà ơi, cây dưa leo của Tiên trồng bữa nay nó ra trái rồi cả nhà. Tiên muốn chia sẻ với cả nhà hả, cái sự phát triển của cây dưa leo bữa nay nó đã bò được lên tới trên cái trụ trên đây rồi. Đó, còn cái bên đây thì đậu rồng đó cả nhà. Tiên khoái ăn đậu rồng lắm cho nên là Tiên xeo mấy cái cây đậu rồng đây nè. Bữa nay nó cũng đã lên cây rồi, cũng lên được chắc tầm 20 cm này. Đó. Tiên sẽ quay cho cả nhà mình theo dõi cái quá trình mà sau khi cái cây đậu rồng này nó bò lên giống như cây dưa leo bên đây ha. Giống như cái bụi dưa leo bên đây nè. Bây giờ Tiên sẽ quay gần cho cả nhà mình coi dưa leo của Tiên nó ra trái. Đâu rồi chắc. Trời ơi, mới có 2 ngày không ra vườn nó bự chà bá luôn rồi cả nhà ơi. Đây nè. Trời ơi, thích chưa? Thành quả đầu tiên của tôi trong cái ngôi vườn này. Thành quả đầu tiên của tôi luôn đó mấy bạn. Trái dưa leo đầu tiên trong cái khu vườn của tôi đó. Tại vì tôi mới phát động làm cái vườn này mới có 1 tháng mà. Trời ơi, cưng chưa? Bên đây còn mấy trái nữa nè mấy bà ơi. Hay nha. Đây, mấy trái này là chắc ăn là đậu rồi đó, đúng không cả nhà? Nó đã như vậy là nó phải đậu rồi đúng không? Nếu mà nó không đậu thì nó phải ngủm củ tỏi từ lúc nó còn bé xíu đó. Như bây giờ gì nè, gì là mình còn lo. Nhưng mà nó đã lên được bay lớn rồi, bằng ngón tay cái rồi, thì là mình phải yên tâm rồi đúng không cả nhà? Thì đã chưa, bên đây nữa nè cả nhà ơi. Ui, tính ra cái cây dưa leo này nó ổn nha. Nó cho đậu quả nhiều á. Cái cây dưa leo này nó cho đậu quả nhiều á cả nhà ơi. Ôi bà vú nhà Tiên này, bà còn gieo nguyên một đống mấy cái cây này là cà tím với lại ớt chuông rồi nè. Bà gieo còn một đống ở trong đây nè cả nhà. Cưng ghê chưa? Ôi thích quá đi. Tiên thích cái trái này quá. Ôi không nỡ ăn luôn á. Như non non về ăn là ngon rồi, nhưng mà thôi Tiên cứ để cho nó coi nó bự cỡ nào. Để coi cái giống đầu tiên, cái trái đầu tiên của mình nó sẽ to cỡ nào. Thích quá cả nhà. Thích quá luôn. Và bữa nó sẽ trèo lên tới trên đây nè. Xong rồi nó sẽ cho mình cái bóng mát. Đó cả nhà. Ôi ôi, bữa nay có nhiều cây ở trong vườn bữa nay nó tốt lắm nha cả nhà. Đây, nguyên cái chỗ này là cái xóm của cải ngọt nè. Cả nhà mình thấy không, nguyên cái chỗ này là cái xóm cải ngọt đó. Xong rồi Tiên qua cho bên kia cho cả nhà mình coi. Chỗ này thì có một cái bụi rau cần cua nè cả nhà. Cua tươi tốt lắm nha. Bên đây là mồng tơi. Cây mồng tơi bữa nay nó cũng lên khá là cao rồi đó cả nhà. Đây nè. Cả nhà mình thấy không? Hơi bị tươi tốt luôn á. Đây cây mồng tơi này là cái bụi rau diệu của mẹ Tiên đem ở dưới miền Tây lên cho Tiên trồng. Mồng tơi tốt nha. Đây là nguyên, ở đây là nguyên cái đám này là cả cải nè. Tiên mới vừa bứng ở trong chậu ra Tiên trồng nè. Đấy, mồng tơi bên đây ăn được mấy lứa rồi đó cả nhà, thấy dấu cắt không? Ăn được mấy lứa rồi đó. Đây Tiên trồng được cây cải keo tím nè. Đó. Ở bên đây thì có được mấy cái loại rau thơm. Rau thơm các loại. Bên đây thì Tiên có được một cái cây cải keo xanh. Đây cả nhà. Cái cây này hả, ăn tí. Chiều chút mình bẻ vô được. Bẻ vô con ăn bớt để nó già hết cả nhà. Nó già hết nó không. Nó nuôi mấy cái này nó không có mọc được mấy cái mới á. Bẻ bớt đi. Cho nó có chỗ để nó còn nuôi mấy cái lá khác. Để nó cứ nằm ở đây hoài. Còi. Đó. Vậy cái mớ này ăn được một dĩa xào tôm. Ôi. Đó. Cả nhà mình nhớ bấm theo dõi kênh TikTok của Quỳnh Thánh Tiên nha. Để tiếp tục cập nhật tình hình của cây cối trong thời gian tới. Ồ bên đây Tiên còn quên quay cho cả nhà mình coi. Đây là hành nè cả nhà. Hành. Rồi ở bên đây Tiên có một cái luống xà lách Tiên cũng mới chiết ra. Đây là xà lách nè cả nhà. Đây cái tầm 2 tuần nữa nó mới lớn lên, nó mới cao lên. Này Tiên mới trồng được có 1 tuần xà lách. Đấy.